nếu như mà những cái giải trình mà khó khăn về giải trình về visa thì các bạn có thể nhờ tôi hướng dẫn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Luận Japan. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi các cái video của tôi. Có nhiều các bạn hỏi về các cái vấn đề về tôi làm cái gì, có thể cung cấp được những cái dịch vụ gì cho các bạn đấy. Thì đầu tiên là có nhiều bạn hiện bây giờ đang làm cái hồ sơ mà vay tiền đấy, thì vay tiền là tôi không có làm nhá. Tôi chỉ có những cái kênh YouTube và tôi cập nhật những thông tin ở trên đấy cho các bạn thôi. Cụ thể là cái vay tiền mùa dịch này, nếu như mà những người nào mà ảnh hưởng về Covid ấy, do Covid mà công việc của mình giảm thì lương của mình giảm xuống rất là nhiều so với trước kia, mà nó không đảm bảo được cái cuộc sống sinh hoạt của mình ấy, thì mới vay được. Và các bạn hãy trực tiếp ra ngoài cái cơ quan phúc lợi xã hội ở bên ngoài xe cửa sổ nơi các bạn sinh sống để các bạn hỏi nhé. Các bạn ra ngoài đấy làm thủ tục trực tiếp ngoài đấy, nhớ mang theo thẻ ngoại kiều, cái sổ ngân hàng của các bạn hoặc là cái thẻ ngân hàng của các bạn nếu có. Thì ra ngoài đấy người ta sẽ hỏi và người ta sẽ xét là các bạn sẽ được hay không, chứ còn các bạn hỏi tôi thì tôi không biết được các bạn có được hay không. Điều đấy là điều đầu tiên. Điều tiếp theo nữa là về những cái video mà hướng dẫn về đổi bằng lái xe thì các bạn cứ cố gắng theo dõi đổi bằng lái xe ô tô hay xe máy, thì trên đấy tôi cũng hướng dẫn, trên cái kênh YouTube của tôi hướng dẫn như vậy. Nếu như mà các bạn cố gắng làm theo, nghe theo thì các bạn cũng có thể có được những cái mà cơ bản, những cái rất là cần thiết khi mà các bạn thi thực hành lái xe. Tôi cũng không làm cái dịch vụ đổi bằng lái xe cho các bạn. Nếu như mà người nào mà gần ở quanh quanh gần chỗ nhà tôi ấy, thì nếu mà cần thì tôi mới hỗ trợ thôi. Còn tôi thì tôi sẽ nhận các cái thủ tục làm giấy tờ, hồ sơ làm visa nếu như mà các bạn gặp khó khăn. Đầu tiên ấy, tôi khuyến cáo các bạn tự làm, và nếu như mà các bạn không làm được thì mới nhờ tôi, thì tôi sẽ làm và tôi tính phí. Và đặc biệt hiện nay có rất là nhiều các bạn chuyển sang visa gia đình hay là visa kinh doanh, visa Tokutegino, đặc biệt là visa gia đình. Nếu như mà cái phần mà giải trình lý do ấy nó khá là phức tạp, hay là kể cả visa vĩnh trú cũng vậy, giải trình lý do khá là phức tạp, thì đầu tiên thì các bạn cố gắng là các bạn hãy nghĩ là cái nội dung tiếng Việt mình giải trình như thế nào. Sau đó các bạn có thể dùng Google các bạn dịch ra và các bạn tự chỉnh sửa lại cái bản tiếng Nhật của mình. Thì như vậy thì các bạn sẽ có được một cái bản giải trình như ý. Còn nếu như mà các bạn không có giải trình được, nó quá phức tạp, hoặc là tiếng Nhật của các bạn không đủ tự tin để mà giải trình, thì lúc đấy các bạn hãy nhờ tôi, thì tôi sẽ nhận làm viết cái tờ giải trình đấy cho các bạn. Thì tôi cũng tính một chút phí vào đấy, công của tôi làm. Đấy là cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở trong các cái video này. Ngoài ra thì các bạn mà muốn kinh doanh online, muốn làm các cái kinh doanh, muốn tư vấn về kinh doanh hay là tư vấn về khởi nghiệp, thì tôi có thể liên hệ với tôi thì tôi sẽ tư vấn được. Và bây giờ tôi đang nghiên cứu để làm sao cho tất cả những cái người mà muốn kinh doanh ở Nhật Bản, muốn mở một cái shop online ở Nhật Bản đấy, mà nó hợp pháp, nó đúng với luật pháp của Nhật Bản, và nó có thu nhập, có đóng thuế, đóng thiết đàng hoàng mà không phải chuyển sang visa kinh doanh, chỉ có đang sinh sống tại Nhật thôi, thì đây là tôi đang nghiên cứu về cái vấn đề này. Chắc chắn là một vài bữa nữa tôi sẽ có những cái video và tôi sẽ có những cái hướng dẫn để cho các bạn có thể mở được những cái shop mà online ở trên Nhật, để các bạn bán quần áo, điện thoại, bán thực phẩm hay là bán bất kỳ một cái gì mà đối tượng của các bạn phục vụ là đối tượng khách Nhật Bản. Bên cạnh đấy thì các bạn cũng có thể phục vụ cho các đối tượng là khách Việt Nam, nhưng mà phải với điều kiện là cái trang web đấy, cái cửa hàng đấy nó là bằng tiếng Nhật thì nó mới hợp pháp với luật pháp của Nhật Bản nhé. Thì tất nhiên là bằng tiếng Nhật thì các bạn sẽ phải có những cái mà hướng dẫn để cho làm sao người Việt Nam cũng có thể mua được trên đấy. Và mục đích của chúng ta là phải nhắm vào cái thị trường người Nhật nó mới nhiều, chúng ta mới bán được hàng nhiều, chứ còn cái lượng người Việt Nam ở đây của chúng ta nó cũng rất là hạn chế. Hiện bây giờ nó có khoảng độ 450.000 người Việt Nam rải đều ở trên đất nước Nhật, tập trung ở ba bốn cái thành phố lớn của Nhật Bản. Tuy vậy thì chủ yếu là mọi người tập trung vào những cái mảng kinh doanh, ví
ví dụ như kinh doanh về bán thực phẩm đồ khô hay là bán quán phở này nọ mà nhằm vào khách Việt Nam thôi thì nó không đủ, cho nên là chúng ta cần phải có một cái thị trường rộng và chúng ta cần phải phục vụ được khách hàng Nhật. Đấy là điều mà tôi mong muốn ở hiện tại và trong tương lai gần này, chúng ta cần phải làm được nhiều như vậy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một cái video lần sau. Và một lần nữa thì tôi nhắc lại là nếu như mà những cái giải trình mà khó khăn về giải trình về visa thì các bạn có thể nhờ tôi hướng dẫn, hoặc là có thể kinh doanh về online, hoặc là kinh doanh về hệ thống gì đấy thì các bạn có thể liên hệ với tôi có thể gợi ý hoặc là sẽ có thể tư vấn phối hợp với các bạn được. Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye.